Mời quý vị theo dõi chuyên mục Giáo dục hướng nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, những năm gần đây, nhà nước có những chủ trương chính sách khuyến khích học nghề đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, cụ thể là hỗ trợ 100% học phí. Bên cạnh đó, các trường nghề cũng có nhiều thay đổi để nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo đầu ra. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn chưa mạnh dạn chọn hướng học nghề cho con em mình. Đường đến cánh cửa trường nghề vẫn còn nhiều rào cản, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các ngành chức năng. Không chỉ là những đổi mới ở công tác giáo dục hướng nghiệp, không chỉ là nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, mà còn là những chính sách hỗ trợ học sinh học nghề. Phóng sự nhiều kỳ, mở cánh cửa trường nghề sẽ là những phản ánh đa chiều về vấn đề xã hội đang nhận nhiều sự quan tâm này. Căn phòng trọ trong một con hẻm nhỏ trên đường 30 tháng 4, phường 11, thành phố Vũng Tàu là nơi ở của gia đình em Nguyễn Minh Nhật, học sinh lớp 96, trường trung học cơ sở Phước Thắng. Chị Đàm Thị Lê, 37 tuổi, mẹ của Minh Nhật làm công nhân ở một xưởng cá với mức lương 7 triệu đồng một tháng. Sinh ra trong gia đình nghèo có đến 11 anh chị em. Cuộc sống vất vả từ nhỏ, chị Lê càng muốn con mình phấn đấu học có tấm bằng đại học để tương lai không hổ thẹn như mẹ. Ước mơ của em là cho cháu học hết lớp 12. Nếu dạ mà nhà có điều kiện nữa thì em sẽ cho cháu đi đại học. Gia đình mình có lo cho con được đi học? Dạ, có chị em sẽ còn trẻ còn khỏe, em sẽ lo cho con em được. Em sẽ cho cháu học được đến nơi đến chốn. Nhưng em Minh Nhật lại lựa chọn hướng đi khác. 15 tuổi, cậu bé xác định được năng lực học tập của mình nên quyết định sẽ vào trường nghề để sớm có việc làm phụ giúp ba mẹ. Mẹ vẫn muốn em đi học cấp 3, nhưng mà em quyết định là theo em thì em quyết định là học nghề xong em sẽ ra tìm một công việc ổn định để cho mẹ đỡ lo lắng. Mặc dù có khổ ban đầu thì em vẫn cố gắng. Tức là từ thời điểm nào mà mình xác định là mình đi học nghề? Là đầu năm lớp 9 năm nay ạ. Thì học nghề thì sau này thì mình đi ra như là đi xin việc rồi làm đủ rồi cực khổ rồi không có được cái nhẹ nhàng, tay chân nó nặng, nó cực khổ đó. Thì theo em nghĩ là như vậy. Nhưng mà bây giờ bé nó chọn như thế rồi thì mình làm sao để thì con mình thành công đấy? Dạ, cháu nó định hướng như thế thì em sẽ an ủi và động viên cháu và đi cùng cháu đến con đường đó để cho cháu đi vô trường nghề và học tập. Con em học xong lớp 9 vào trường nghề, với nhiều phụ huynh là quyết định chẳng đặng đừng, bởi không ai muốn con mình mới 15 tuổi mà phải bước vào đời. Nhưng cánh cửa vào lớp 10 trung học phổ thông công lập giờ đây không dành cho tất cả. Chính sách phân luồng sau trung học cơ sở hướng đến mục tiêu năm 2025, có ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp. Là lý do trước thềm kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay diễn ra, rất nhiều phụ huynh đã đến các buổi tuyển sinh hướng nghiệp sau trung học cơ sở với hy vọng lời tư vấn từ các chuyên gia sẽ giúp họ có quyết định đúng đắn cho tương lai con em mình. Đối với phụ huynh thì tôi thấy phụ huynh vẫn còn băn khoăn, những phụ huynh quan tâm nhiều hơn về chính sách phân luồng, tức là những phụ huynh có những em mà có hướng muốn đi đến cái nghề nghiệp liền. Thì phụ huynh vẫn băn khoăn những ngôi trường thế nào là chất lượng. Thứ hai là những chính sách của nhà nước đối với lại chính sách phân luồng là như thế nào. Nhưng điều phụ huynh quan tâm hơn đó là con em mình, hình như cái đó là cái mong ước của Việt Nam mình là luôn luôn phải tiến lên. Cho nên phụ huynh cứ hay hỏi nhiều về vấn đề là học trung cấp hay cao đẳng thì sau này có học được đại học hay không? Học ra có đảm bảo được việc làm hay không? Hay là ngành này thì làm việc ở đâu? Thì tôi cho là những cái sự thay đổi, câu hỏi đó có thể nó cũng có chi ly, nhưng mà thể hiện lên một cái sự khao khát mong muốn con em mình. Rồi một ý mới nữa của những năm gần đây đó là phụ huynh cảm thấy rằng trách nhiệm của mình đối với con cái trong vấn đề để suy nghĩ giúp cho con mình tiếp tục học phổ thông hay là chọn vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp.
chuẩn bị cho cái giai đoạn học sau phổ thông, có cho trẻ sinh thông qua về cái chọn vốn trong bất vị chính môn này. Để cô Hoàng chia sẻ cái kế hoạch của trường Trần Nhân Quang. Con tôi đang học lớp 9 của trường Phạm Hữu Trí, nhưng mà nguyện vọng của nó thì nó lại thích đăng ký nghề, còn tôi thì theo tôi thì tôi lại là cho nó học phát triển lên để lớp 10 để phát triển tương lai mai sau này. Còn bé thì cứ về cứ nói mẹ con thích học nghề không à, nên tôi hôm nay đến trường Văn Lương để tôi học, để tôi nắm được tình hình. Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 11 trường cao đẳng và trung cấp nghề. Trong đó, 7 trường tuyển sinh hệ trung cấp dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở với quy mô tuyển sinh khoảng 3.000 học sinh. Ngoài ra, theo quy định thì các trường được phép tuyển sinh vượt quy mô không quá 10%. Với quy mô đào tạo như vậy, mạng lưới trường nghề Bà Rịa Vũng Tàu hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của người học. Trong khi đó, chính sách của nhà nước cũng đã hỗ trợ 100% học phí cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo học tiếp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các trường nghề cũng nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp. Mặc dù vậy, công tác tuyển sinh của các trường nghề chưa bao giờ dễ dàng, ngay cả với trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trường nghề quy mô đào tạo lớn nhất tỉnh. Trong năm 2021 thì chúng tôi tuyển được 869 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Cho đến năm 2022 thì đã lên số lượng này tăng lên là 1.086, và năm 2023 thì chúng tôi dự tuyển là số lượng là 1.125 học sinh ở cái đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở này. Thì tuy nhiên cũng vẫn còn những cái khó khăn trong công tác mà tuyển sinh. Đối với cái tư tưởng của phụ huynh học sinh thì luôn luôn mong muốn là tất cả các em tốt nghiệp trung học cơ sở xong là phải vào các trường trung học phổ thông. Đó thì nhiều khi còn đè nặng những tâm lý cho các em, bắt buộc các em là phải học như vậy và sau đó là học tiếp lên đại học. Còn cái việc là sau này xin việc như thế nào thì là một cái việc khác. Thì đây là một cái nhận thức cũng có thể là cũng chưa chính xác lắm trong cái điều kiện hiện nay, trong đặc biệt đối với tỉnh chúng ta, cái nhu cầu phát triển rồi nhu cầu nhân lực mà có kỹ năng đó là rất lớn. Hiện mỗi năm Bà Rịa Vũng Tàu có hàng ngàn học sinh lớp 9 ở cả nông thôn và thành thị đứng trước ngã rẽ lựa chọn tiếp tục theo học trung học phổ thông hay đi học nghề để đi làm sớm. Nhu cầu thị trường lao động lớn nhưng nguồn nhân lực vừa thiếu vừa lãng phí. Chương trình trung cấp nghề so với các em có học lực trung bình là một mô hình phù hợp. Vấn đề đặt ra là làm sao thay đổi nhận thức của người dân, phụ huynh học sinh về vị trí vai trò của giáo dục nghề nghiệp. Đại lớn nhất còn là thi vậy. Thi vô những cấp 3. Dạ. Tại sao con? Dạ, con thấy con học không nổi. Nên con học không nổi nữa. Con quyết định học chuyên nghề. Có ba mẹ ở nhà sao? Dạ, ba mẹ ở nhà không có đồng ý. Dạ. Thế là con cố thi đậu vô trường cấp 3 đi học. Chứ ba mẹ không đồng ý cho học chuyên nghề. Là từ lớp 10 đến cái giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng hơn. Giáo dục phổ thông 2018 đối với học sinh ở lớp 10 thì các em sẽ có 8 môn bắt buộc. Theo tôi ấy thì đối với thầy cha mẹ phụ huynh phải xác định rõ đối với lại là con em mình, nếu những cháu mà thật sự không tâm huyết với việc học tập, học lực yếu, đó thì cha mẹ cũng nên suy nghĩ tính toán cho nó phù hợp. Đấy, chọn cho cháu một cái nghề nào đó phù hợp với lại sức khỏe, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh gia đình nhà mình, để cho các cháu là học sau này các cháu có cái nghề ổn định. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học này toàn tỉnh có trên 18.700 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng các trường trung học phổ thông công lập trong tỉnh chỉ tuyển 12.044 chỉ tiêu. Gần 6.700 em phải có những lựa chọn khác, tiếp tục con đường học vấn vào các trường trung học phổ thông tư thục, vừa học vừa làm, hệ giáo dục thường xuyên và học nghề. Các trường nghề tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo để đảm bảo 100% học sinh vào trường nghề khi các em có nhu cầu. Tuy nhiên, câu chuyện học nghề đối với lứa tuổi 15 vẫn còn nhiều trăn trở.
Kính thưa quý vị, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong số hơn 5.400 học sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập năm học 2021-2022, gần 1.000 em tự tìm việc làm hoặc đang ở nhà. Và trung bình mỗi năm, các trường nghề vẫn ghi nhận từ 10 đến 20% học sinh bỏ học giữa chừng vì nhiều nguyên nhân. Kính mời quý vị theo dõi nội dung tiếp theo của phóng sự Mở cánh cửa trường nghề trong chương trình Giáo dục hướng nghiệp phát sóng kế tiếp. Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kỳ thi thử vào cuối tháng 3. Hiện còn kỳ thi thử vào cuối tháng 5, toàn bộ học sinh sẽ làm bài theo đề chung với các bài kiểm tra tương tự như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kết quả thi thử không chỉ có ý nghĩa với từng nhà trường mà còn là cơ sở để lãnh đạo ngành nắm được bức tranh tổng thể về chất lượng dạy học, từ đó có các giải pháp hỗ trợ học sinh hiệu quả nhất trong thời gian còn lại, trước khi kỳ thi tốt nghiệp diễn ra. Thưa quý vị, trong thời điểm này, ngành giáo dục cũng khuyến cáo để ôn thi hiệu quả, mỗi học sinh phải tự sắp xếp thời gian học và nghỉ ngơi phù hợp, không nên học quá khuya hoặc học quá nhiều sẽ gây mệt mỏi, căng thẳng thần kinh. Phụ huynh không nên tạo sức ép với các con, tránh tâm trạng lo lắng thái quá, ảnh hưởng đến sự tập trung và phân tán tư tưởng của con em khi ôn thi. Chuyên mục Giáo dục hướng nghiệp hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.